làm thường xuyên điều này để lỡ có tiếp xúc với virus COVID-19 thì vẫn còn cơ hội loại bỏ nó, chia sẻ từ trưởng khoa Bệnh viện nhiệt đới bác sĩ Lê Quốc Hùng. Sau khi nghiên cứu cơ chế virus COVID-19 thâm nhập, tấn công cơ thể, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra lá chắn cuối cùng để loại trừ COVID-19 khi đã lỡ tiếp xúc với chúng. Bác sĩ chính là người trực tiếp điều trị thành công cho hai cha con người Trung Quốc mắc Covid-19. Bác sĩ Lê Quốc Hùng cho biết cơ chế nhiễm và gây bệnh của Covid-19 như sau: sau khi đi vào vùng hầu họng, virus sẽ xâm nhập vào các tế bào niêm mạc và nhân lên từ một con sẽ sản sinh ra hàng trăm con. Khi phát triển đủ lớn cả về số lượng và cấu trúc, chúng sẽ phá vỡ tế bào để tràn lan ra ngoài và mỗi con lại tìm cách chui vào một tế bào mới. Cứ như thế, chu trình phát triển được lặp lại nhiều lần và ngày càng đi sâu hơn vào cơ thể. Đây gọi là giai đoạn ủ bệnh. Đến một lúc nào đó, tùy thuộc vào sức khỏe mỗi người, số lượng virus đủ lớn sẽ phá vỡ cơ chế tự bảo vệ của con người, bệnh sẽ phát ra. Đây là giai đoạn phát bệnh. Như vậy, trong giai đoạn ủ bệnh, người mang virus không có triệu chứng nên người khác không thể biết Do đó họ có khả năng âm thầm lây truyền virus sang người khác. Đó là những phương pháp tránh tập trung chỗ đông người, đứng xa người nghi nhiễm bệnh trên 2 mét, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay như Bộ Y tế đã thông báo. Để phòng tránh bị nhiễm virus hay lây truyền cho người khác, bác sĩ Lê Quốc Hùng cho rằng chúng ta phải cố gắng ngăn chặn virus đi vào vùng hầu họng của chính mình. Tuy nhiên, kinh nghiệm của bản thân tôi thì cần có một nút chặn sau cùng khi những biện pháp trên bị bỏ qua đây là nút chặn vô cùng quan trọng mặc dù cũng đã được nhắc tới nhưng có thể việc thực hiện chưa đúng và đủ nút chặn này là việc xúc họng với dung dịch sát khuẩn một khi virus vượt qua những bức tường lửa nêu trên thì dung dịch sát khuẩn hầu họng sẽ đón sẵn để tiêu diệt nó ông nói các virus sau khi nhân lên phá vỡ tế bào chui ra ngoài thì dung dịch sát khuẩn cũng đợi sẵn để tiêu diệt nó như vậy, kể cả người chưa nhiễm và người đã nhiễm, dung dịch sát khuẩn hầu họng sẽ là cứu cánh sau cùng để phòng chống nhiễm bệnh cũng như phát tán bệnh. Cũng theo ông, việc dùng dung dịch sát khuẩn hầu họng để xúc miệng cũng cần phải đúng cách mới hiệu quả. Mỗi loại dung dịch có khả năng diệt virus trong những khoảng thời gian khác nhau. Có loại kéo dài 1 đến 2 giờ sau khi xúc họng, nhưng có loại dài hơn 4 giờ. Bác sĩ Lê Quốc Hùng, cũng khuyến cáo một số nguyên tắc cơ bản sau. Một, phải xúc họng chứ không xúc miệng, có nghĩa là dáng để dung dịch xuống sâu nhất vùng cổ họng mà bạn có thể chịu được. 2. Không cần quá nhiều trong một lần xúc, khoảng 5ml là đủ. Càng nhiều thì sẽ càng khó đưa dung dịch xuống sâu vùng hầu họng. ba Mỗi lần xúc khoảng 2 phút, trong đó có 3 lần đưa xuống họng, mỗi lần khoảng 15 giây sau khi xúc xong để nguyên không xúc lại bằng nước. 4. Xúc họng trước khi đi ra ngoài và ngay khi từ ngoài về nhà. Nếu trên máy bay thì nên xúc mỗi 3 giờ hay ngay sau khi ăn. 5. Trong vùng có dịch thì xúc định kỳ theo thời gian tác dụng của mỗi loại dung dịch. 6. Đừng chủ quan nghĩ rằng nút chặn sau cùng này thay thế được các biện pháp khác. Hiệu quả của việc phòng bệnh là sự phối hợp đồng bộ tất cả những biện pháp. Hãy cố gắng thực hiện thường xuyên những nguyên tắc trên, chúng có thể bảo vệ bản thân trước con covid đó. Đừng quên chia sẻ thông tin hữu ích này tới tất cả các bạn bè và người thân của bạn nhé.